Hello, xin chào mọi người, đến với kênh của mình. Video hôm nay mình sẽ chơi trò chơi Free Fire và nếu anh thích vui một like và share mình cái kênh cho mình nhé. Giờ thì mình sẽ thay nha mọi người, nhớ ấn vào cái chuông nhà người thông báo mới nhé. Đó, mình nói hơi nhanh nha mọi người. Rồi thì mình phải ra đi là mình phải làm một cái video gấp gáp nha mọi người. Ôi nhìn vậy nhìn giống như mày cũng quá. Mình nên ra một cái video cực kỳ là nhanh nhẹn và gấp gáp nha mọi người, tại mình đang có việc nữa. Ủa, anh em xin cho một like nha. Không cho là nghỉ à. Ok nha mọi người, mình sẽ xây theo thế sai sai cái chỗ nào quá ta. Thôi mà hỏi kệ mọi người ơi. Nó vẫn sai sai chỗ nào quá ta. Rồi thôi kệ nha mọi người, tại hồi nãy mình cũng nói rồi. Là cái tập trước mình cũng nói là mình không biết xây như thế nào cho giống nha, cho mình xây đại nha mọi người. Thật ra là mình xây đúng nhanh luôn á mọi người, thề luôn. Sợ làm chó, nhưng mà bây giờ mình đang lười biếng cho mình xây chậm thôi. Giờ các bạn muốn xem mình xây nhanh đúng không? Ok. Ok, mình sẽ xây nhà Free Fire. Nào mà mình cũng nói mình cũng không thích Free Fire nha mọi người. Ok nha, tạm biệt nha mọi người. Bye bye.